Chúng ta hôm nay có buổi học tập cùng với đại chúng. Ngồi nghe pháp mà không vào nên làm gì? A Di Đà Phật. Niệm Phật. Ngồi nghe pháp mà không vào nên niệm Phật. Nhớ. Thí dụ như những đức giảng pháp đi, mấy vị nghe bị nghe không vào nổi, chán ngấy, thì đừng có không niệm Phật, uổng lắm. Chỉ cái thời gian nghe mà không vào đó, nó làm mình nặng nề. Mà có một cách để hóa giải cái nặng nề đó, đó là mình ngồi mình nhép môi niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc mình ngồi kế thì mình đừng có làm gì, mình chỉ động môi thôi. Cũng giống như mình đang nghe vào mà cái người giảng kia người ta cũng thấy hứng thú, vì thấy mình đang gật gật cái đầu. Nhưng thật sự mình dùng cái cách gật đầu để mình niệm Phật, chứ mình nghe ông này giảng không vào nổi. Mình dùng cách nó dưỡng được cái thiện căn của mình, dưỡng được cái huệ mạng, mà nó còn kết duyên được cái người giảng pháp luôn. Còn nếu không á, khi mình nghe không vào cái mặt mình chán ngấy, nó sẽ hiện lên cái mặt rõ ràng luôn. Hoặc là mình buồn ngủ gục lên gục xuống thì mình đoạn duyên. Nên mình dùng cái cách niệm Phật. Nó mình sẽ đỡ buồn ngủ mà nó làm cho cái duyên của mình tăng lên. Và nhờ có Phật hiệu mình niệm, nó giúp cho cái khí lực mình nó được đầy đủ. Và khi xong một buổi thuyết pháp, quý vị vẫn thấy pháp hỷ sung mãn, chắc chắn luôn. Đây là những đức thấy rõ ràng, những đức áp dụng mà. Những đức áp dụng rõ ràng nó có lợi ích lớn dữ lắm quý vị. Nhớ. Ví dụ như mình gặp một cái chánh điện mà người ta giảng pháp mình không nghe được gì chứ. Không nghe được thì cũng ngồi, mà ngồi làm gì? Tiếng mấy thì niệm được tiếng mấy? 2 tiếng niệm được 2 tiếng. Thì vậy thấy công đức vô lượng không? Nó không được chỗ này, nó sẽ được chỗ này. Nên cái người mà niệm Phật á, nó đặc biệt lắm. Vì sao? Vì mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ mình đều áp dụng câu Phật hiệu được hết chứ. Cái người niệm Phật mà không biết áp dụng câu Phật hiệu vào cái hoàn cảnh cuộc đời mình là người này không biết niệm Phật. Người biết niệm Phật là người biết áp dụng cái câu Phật hiệu vào cái hoàn cảnh mình đang sống. Thì tức khắc cái hoàn cảnh ấy vì đang sống rất là tốt. Vì nhớ, cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn giải thoát quý vị. Nếu như cái người mà giảng pháp môn tịnh độ này mà không giảng đi tín nguyện là nó chối buộc. Nó chối buộc quý vị lại luôn. Khi quý vị giảng tịnh độ mà không đi vào tín nguyện là nó bị chối buộc. Nó chối buộc chính quý vị là người niệm Phật mà không làm được. Chứ đừng nói chi mà giảng cho người niệm Phật. Vì nó chối buộc mình lại, nó buộc chắc mình lại luôn. Và nó làm cho người nghe sẽ thối tâm niệm Phật. Vì thấy chính bản thân mình không có lợi ích thì người ta làm sao được lợi ích. Nên cái pháp môn tịnh độ này, nếu mà người mà không gây dựng tín nguyện niệm Phật đó, là họ giảng tịnh độ họ trở thành là pháp tự lực niệm Phật. Nhớ nha. Trong khi cái pháp môn tịnh độ này gọi là cái pháp nhị lực niệm Phật. Nhị lực là tự lực mình và tha lực Phật tiếp dẫn. Nhưng mà cái người mà đi vào tự lực niệm Phật thì tức khắc thành cái pháp tự lực luôn. Niệm Phật mà cũng phải tiêu nghiệp sạch sành sanh luôn, chứ không phải là mang nghiệp giảng sanh. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp mà mang nghiệp giảng sanh. Là dù cho lúc trước mình có tạo nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, chỉ cần mình tín nguyện niệm Phật thì Phật rước mình, nên gọi là pháp nhị lực. Là một phần lực là bản thân mình nghe và tiếp nhận và tín nguyện. Một phần lực là bổ nguyện Di Đà tiếp dẫn chúng ta. Nên mới gọi là pháp nhị lực. Nên cái pháp này làm cho mình có cơ hội, thấy mình có cơ hội để được giảng sanh.
Còn nếu như giảng tịnh độ mà đi vào tự lực niệm Phật thì nó không phải nhị lực, thì lúc đó quý vị sẽ bị cuốn vào và giảng không ra được. Khi vào là không ra, và cuối cùng là mình bị trói buộc trong cái pháp giảng đó luôn, không ra. Nên nó không có tự tại, không có an lạc. Trong khi cái pháp niệm Phật này, người mà nghe là người ta hưng khởi, người ta nghe là người ta vui, người ta hưng khởi, người ta an lạc. Còn cái người mà đi vào tự lực niệm Phật giảng là quý vị nghe đơ luôn, ngồi bị đơ luôn vậy, thấy mình là chơi dơ luôn vậy, giống như nó không có điểm bám luôn vậy đó. Gọi là đi vào pháp niệm Phật tự lực, chứ không phải là nhị lực niệm Phật. Này quan trọng lắm. Nên á, Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông là tuyên lực sư này có nói một câu. Tôi lúc trước tôi giờ nghe rất nhiều người giảng tịnh độ, tôi thấy tôi không có phần luôn á, thấy không có phần. Sau này khi đọc Bổ Nguyện Di Đà của Ngài Thiện Đạo Đại Sư thì thấy mình mới có phần. Ngài chú trọng cái việc niệm Phật, Ngài chú trọng cái việc tín nguyện niệm Phật rất là mạnh. Chỉ cần bạn chân thật niệm Phật, chỉ cần bạn tín nguyện niệm Phật thì Phật rước bạn. Mà thật sự nguyện thứ 18 là rõ ràng: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu ta. Chí tâm, quý vị phải đí cái câu chí tâm, tin ưa. Chí tâm là câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, đến khi mệnh chung. Tại vì mình rèn mỗi ngày rồi, là nó mới đến khi mệnh chung. Chỉ cần bạn niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Phật rước bạn đến khi mệnh chung. Nhớ câu nghe: chí tâm tin ưa, chí tâm là câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, đến khi mệnh chung. Thì lúc đó tự mình sẽ biết. Đến khi mệnh chung thì tự bạn sẽ biết Phật rước bạn. Tự nhiên bạn sẽ biết Phật rước bạn. Còn cái pháp tu tự lực thì như thế nào? Là bạn phải hoàn toàn biết. Tự lực là bạn tu đạt tới trình độ bạn phải tự biết luôn. Bạn phải biết hoàn toàn rõ ràng hết trơn luôn. Là bạn biết bạn từ đâu sanh đến, bạn sẽ đi về đâu, bạn như thế nào, bạn rõ ràng minh bạch hết hoàn toàn luôn. Thì tuy là niệm Phật nhưng không phải pháp nhị lực mà là tự lực. Hoàn toàn tiêu nghiệp sạch sành sanh. Người khi tiêu nghiệp sạch sành sanh hoàn toàn hết thì mới đạt đến cái trình độ mà chúng ta biết từ đâu đến và đi về đâu. Nhưng mà cái này là các vị tôn túc, các vị mà gọi là cao thủ võ lâm lắm mới làm được. Đúng không? Có phim Kiếm Hiệp giết cũng bị nhiễm. Cao thủ võ lâm. Còn mình là cái dạng cốc ké ảnh ương thì không có cửa đó. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn như là một cái màn lưới mỏng mà khích hết. Vớt một phát luôn cái Bổ Nguyện Di Đà là quá từ bi. Nên Ngài làm một cái mảnh lưới mà kinh khủng luôn. Nó dày đến mức mà Ngài vớt một phát thôi trứng nước cũng dính. Gọi là nhỏ như vi trần cũng dính luôn. Nghĩa là nhỏ như vi trần là chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục luôn. Là chúng sanh này tạo nghiệp chuẩn bị đọa địa ngục. Mà nghe người dạy tịnh độ mà bám có Phật hiệu mà niệm cái Phật rước luôn. Nghĩa là cái tội nghiệp mà nặng đến mức chuẩn bị đọa địa ngục mà gọi là chỉ mành treo chuông á. Như vậy mà người này quay đầu niệm Phật mà Phật còn rước. Nên cái Bổ Nguyện Di Đà vì sao mà mười phương chư Phật tán thán đến mức cùng cực là vì sao? Vì cái Bổ Nguyện của Ngài quá đặc biệt, quá lớn lao, cái tâm Ngài quá từ bi. Nên mười phương chư Phật mới tán thán. Mà cái việc làm của Ngài đi đến mức cùng cực viên mãn luôn. Nên mười phương chư Phật không có một vị Phật nào đi phát nguyện thêm nữa. Vì Ngài phát nguyện đến mức viên mãn rồi. Thì từ nơi đó mười phương chư Phật không có phát nguyện. Nếu như mà Đức Phật A Di Đà Ngài phát nguyện khoảng 70%, thì trong mười phương chư Phật nhất định sẽ có Phật tiếp tục phát nguyện để cho trọn vẹn 100%. Chắc chắn luôn. Nên từ nơi đó một chúng sanh niệm Phật, đó là cái duyên đặc biệt lắm quý vị. Nên á, chúng ta nghe gì thì quý vị thấy mình có phần. Thấy mình có phần rõ ràng luôn. Nên Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông Ngài nói rằng: tôi nghe cái tôi thấy tôi có phần. Tại vì sao? Thấy mình mà chuyên niệm Phật, tín nguyện niệm Phật mà được giảng sanh thì tôi thấy tôi có phần. Còn nếu nói phải tiêu nghiệp sạch sành sanh, phải đạt đến công phu gì, tôi thấy tôi không có phần rồi đó. Mà Ngài nói Ngài vậy thì mình chịu thua, bó tay. Nên mỗi một người quý vị nhớ, cái pháp môn tịnh độ này mà tu mà càng thích á, là do ngay cái chỗ tín nguyện mình nó mạnh, nó bám. Ngay cái tín nguyện á, bám ngay cái tín nguyện đó, vị nhớ.
Quý vị niệm Phật chừng nào quý vị mới thấy Phật A-di-đà, quý vị biết rằng Ngài vị viễn đại sư, Ngài ở Lưu Sơn, là khi Ngài mà sắp sửa giảng sanh quý vị, Ngài đến đó cái nhân duyên như một vị Bồ Tát đến để độ chúng sanh ở cái vùng đó. Mà một trăm mấy chục vị niệm Phật giảng sanh, mà những vị đó toàn là những vị mà long tượng trong làng Nho không? Có nghĩa là học Nho mà đạt tới trình độ giống như thông được Pháp Tiểu Thừa. Thì biết người đó đạt tới trình độ nào chứ? Họ có thể có khả năng gọi là trì giới niệm Phật đó quý vị. Tại vì họ đạt đến cái trình độ của Pháp Tiểu Thừa, nó gọi là trì giới thông suốt. Nên họ niệm Phật nữa, nên những vị đó giảng sanh đặc biệt thù thắng lắm. Họ giảng sanh hết trơn. Đến khi mà giảng sanh những vị đó gần hết rồi, thì Ngài vị viễn đại sư Ngài mới giảng sanh. Thì lúc đó Ngài mới nói cho đệ tử Ngài nghe rằng là đời của Ngài đi đến đó, Ngài ở Lô Sơn là hơn 30 năm. Thì Ngài thấy thế giới cực lạc và thấy Phật A-di-đà được 3 lần. Thấy được 3 lần. Bởi vì biết rằng là các ngài là bậc long tượng, không dám bị nổi. Các ngài thông suốt hết. Các tông, các phái, các ngài thông hết hoàn toàn. Các ngài trì giới niệm Phật, các ngài đạt hết luôn. Mà thờ của ngài là nằm cái dạng vào cái thờ của tượng Pháp, chứ không phải là mạt Pháp. Cái thờ của ngài vị viễn là còn tượng Pháp, nên gọi là thiền định thành tụ. Vậy thì ngài đạt được khả năng đó hết là đúng rồi. Thì ngài mới niệm Phật, thì lúc đó ngài mới có khả năng độ được chúng sanh cái thờ đó. Vì coi long tượng trong nhà Nho đâu có đơn giản đâu, đâu phải dễ độ họ. Nhà Nho cũng là muôn biến vạn hóa mà người ta thông suốt hết trơn. Nhưng mà ngài vị viễn ngài độ được những người đó là do ngài thông suốt hoàn toàn còn hơn nữa. Thông suốt hết luôn, tại vì thờ đó là thờ tượng Pháp. Cái thờ ngài vị viễn là thờ còn thờ tượng Pháp. Vì mới nhớ đó. Và nó sát với thờ mạt Pháp mà nó nằm trong cái thờ tượng Pháp. Nên các ngài phải thông suốt hoàn toàn rồi các ngài niệm Phật, nên các ngài thành tựu con đường giảng sanh. Mà ngài còn nói rằng cả đời của ngài mà thấy Tây Phương Tam Thánh và thấy thế giới cực lạc 3 lần. Nói xong rồi là ngài đi. Đó mới là thật rồi đó quý vị. Nói xong đi. Hiểu không? Còn khi mà ngài mà chưa giảng sanh đó, cái giờ giấc, cái giờ thời gian mà chưa giảng sanh là ngài không có nói. Quý vị biết cái người mà thấy Tây Phương Tam Thánh, thấy Tây Phương Cực Lạc, thấy thế giới cực lạc là công phu họ đạt sâu dữ lắm, họ mới thấy. Và họ đi vào cái khả năng như là hàng Bồ Tát, quý vị biết không? Quý vị biết rằng là Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, đệ tử của Đức Thế Tôn. Như vậy mà Tôn giả Mục Kiền Liên khi nghe pháp âm của Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết, vì mà ngài dùng thần thông của ngài mà trong đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tôn giả Mục Kiền Liên là vị thần thông cao nhất, thị hiện thần thông cao nhất, vị nhớ. Vậy mà ngài dùng thần thông ngài bay để nghe đo lường pháp âm của Đức Thế Tôn. Vậy mà ngài bay không tới thế giới cực lạc mà lọt vào cái quốc độ của Đức Phật thế gian tự tại Dương Như Lai. Thì quý vị biết rằng thế giới cực lạc á, không phải là dùng thần thông bay đến, mà là do dùng bổn nguyện mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Không đơn giản. Thì phải nhớ á, dù cái năng lực của các bậc thanh văn, dù là các vị A-la-hán chứng được lục thông, như thần thông cao như Tôn giả Mục Kiền Liên, nhưng không phải bay về thế giới cực lạc được. Tại vì cái quốc độ cực lạc là do bổ nguyện Di Đà phát ra để tiếp dẫn. Nên bạn phải phát nguyện cầu sanh cực lạc thì Phật A Di Đà tiếp dẫn bạn. Chứ bạn không có cái kiểu mà bay về thế giới cực lạc. Quốc độ cực lạc là như vậy đó. Nên từ nơi đó mà chúng sanh nào phát nguyện mà niệm danh hiệu Phật thì đều được giảng sanh. Nhưng mà trong cái giảng sanh có thượng trung hạ, đó, ba bậc vãng sanh. Từ nơi đó mà chúng ta bây giờ mình đi vào bậc hạ đi, mình thấp. Như các ngài vị viễn đại sư, các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, các ngài đi vào bậc thượng đi, hay là bậc trung đi, còn chúng ta bậc hạ, thì thấy mình cũng có phần, vì mình cũng lọt vào bậc hạ. Đúng không? Vậy là ngon rồi. Thấy mình là tự nhiên mình có phần liền quý vị. Nhớ. Nên mình là người tu pháp môn Tịnh Độ này, quý vị nhớ rằng đó. Tại sao nhiều người tu Tịnh Độ mà bỏ Tịnh Độ, quý vị biết không? Cầu cảm ứng. Nhớ, cầu cảm ứng mà bỏ Tịnh Độ. Ấn Tổ ngày nói cái tâm cầu cảm ứng nó ma dựa pháp nguồn. Nên cái người mà thật tu, thật chứng, người ta thấy người ta cũng không nói luôn. Ngài vị viễn có nói đâu? Không nói. Mà đến khi ngài giảng sanh ngài nói để làm bằng chứng.
để cho người sau này phải nhớ rằng có thế giới cực lạc. Các ngài biết người đời sau này sẽ có người phỉ báng, không có thế giới cực lạc, không có Phật A Di Đà. Nên các ngài để lên như vậy để người đời sau này làm bằng chứng là tổ sư nói thấy Tây Phương Tam Thánh có thế giới cực lạc, người đời sau tin niệm Phật đi. Cái này phải là cái quan trọng này. Phải nhớ nha quý vị. Những điều những Đức chia sẻ cho quý vị nghe đó là cái cảm giác của cái mười mấy năm nay mà chuyên sâu niệm Phật. Nó cảm giác nó cái câu Phật hiệu này nó thù thắng lắm, thật sự mà nói. Những Đức không có được một cái gì, không có thấy cái gì hết trơn. Nhưng mà cái hiện đời những Đức thấy là nó quá lợi ích. Cái hiện đời đó là cái gì quý vị biết không? Những Đức nó thật lòng mà nói, càng tu thì sao mình thấy cái cõi đời này bất cứ cái việc gì đến với mình thấy mình cũng nhẹ chứ. Những Đức thấy cái điều đó cũng thấy là vui. Trong cái cuộc đời mà cái gì mà nặng lại vì thấy phiền não mà. Còn cái gì mà thấy nhẹ là nó tự tại chứ không nói dòng gió chứ. Quý vị coi, khói nhẹ bay lên mà tàn nhang nặng thì gớt xuống. Nếu như tâm trạng vì mà nhẹ mới bị niệm Phật thì chắc chắn quý vị lên, không có xuống đâu, lên là chắc chắn luôn. Còn nếu như mà quý vị tu hành mà quý vị cái gì cũng bám chặt, cái gì cũng nặng, dù là nguyên lý của nó, tình lý nó có, nhưng mà nó là nặng do tình lý, nhưng mà nó thông tình lý, nó rất là nhẹ, vì mình biết vào định lực nhân quả quý vị à. Nhớ. Nên có một người hỏi Nhân Đức, dạ thưa thầy, con đi tu mà cha mẹ con ở nhà vậy thì con có bất hiếu hay không? Nhân Đức nói, cô xem lại, cô xem lại là cha mẹ cô ở nhà, những điều mà rộng ra là cho quý vị nghe nè. Cha mẹ cô ở nhà, gia đình mấy anh em? Dạ gia đình con 5 anh em, mấy trai? 3 trai 2 gái. Vậy thì mẹ cô đang ở với ai? Dạ mẹ con đang ở với người anh thứ 3, là đang ở gia đình ổn định, anh thứ 3 đang nuôi, đúng không? Đúng. Vậy thì cô đi tu được, tại vì mẹ cô không phải chơ vơ mà được ở với anh thứ 3 chăm sóc. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, gặp những hoàn cảnh gì thì xem lại là cha mẹ cô còn khỏe không? Dạ cha mẹ con còn rất là khỏe. Vậy thì cô đi tu được, cô cứ đi tu đi, cô cứ niệm Phật đi, cô cứ ở chùa phục vụ Tam Bảo đi. Chừng nào cha mẹ cô yếu lúc đó tin. Vậy thì thời gian từ đây tới cha mẹ cô yếu là cô đã có công phu, có phước đức. Biết đâu nhờ công phu phước đức đó mà chuyển hóa được, đưa cha mẹ cô vô chùa luôn, đúng không? Gây dựng được cái gốc cho chắc để kéo cha mẹ vào. Nên cái giảng pháp là nó rộng nghe quý vị, nó mở rộng nghe. Những Đức là nói rộng cho quý vị nghe đó. Đó thì có những nguyên lý mình phải nhận thức được. Còn nếu như cô ở nhà mà cha mẹ cô già yếu lụm cụm, ăn không ai đút cơm, mắt mũi miệng đều lục căn ảnh hưởng, mà bây giờ cô nghe những Đức giảng gì mà cô bỏ cha mẹ cô chạy vô đây cô tu niệm Phật giảng sanh, cô không có giảng sanh đâu. Cái tâm cô đó không có giảng sanh. Vì sao? Vì cha mẹ đã quá già yếu mà cô đi bỏ cha bỏ mẹ cô đi vô đây cô tu. Nên những Đức mới nói rằng là cô xem lại, nếu cha mẹ có anh chị lo, việc đó anh chị đã làm được rồi. Còn con mang cái thân của cha mẹ cho con, nên con hôm nay con đi phục vụ Tam Bảo, con niệm Phật, con gầy dựng cái tâm giảng sanh. Còn nếu như cha mẹ muốn vô với con thì vô với con, còn không vô với con thì ở với anh chị, anh chị phải lo, vì em đã đi tu lo cái việc trong ngôi nhà Tam Bảo, đúng không? Rất là rõ ràng luôn quý vị đó. Nên từ nơi đó nó mở rộng ra, nếu không con người ta hiểu lầm quý vị, người ta sẽ hiểu lầm. Có một cái chú này ông đi xuất gia, ông thọ giới tỳ kheo rồi, cái quý vị biết rằng là nghe đệ tử quy, quý vị nghe đệ tử quy á, xong chú nói dạ thưa thầy, không phải những Đức mà người thầy khác, dạ thưa thầy cho con xin về phụng dưỡng cha mẹ con, khi phụng dưỡng xong con chở vào tu nữa. Người thầy kia nói không đúng, tại vì thầy đã xuất gia thọ giới tỳ kheo rồi, thầy cứ lo ngôi nhà Tam Bảo cho tốt thôi, vậy là được rồi, còn cha mẹ để người thân ở nhà chăm lo. Nhưng ổng nói dạ con nghe đệ tử quy, con về con phụng dưỡng cha mẹ con, à vì tùy chú, tùy thầy. Xong ổng về ổng phụng dưỡng cha mẹ ổng, vì biết rằng ổng không phụng dưỡng cha mẹ ổng được
Vì cái cơm áo gạo tiền ngoài đời nó quá vất vả khó khăn. Ông lao đi làm và ông cũng để cha mẹ ông ở nhà. Rồi ông lao đi làm trong vòng 2 tháng sau, ông đi cưới vợ luôn. Mà còn cha mẹ còn phải kiếm tiền cưới vợ cho ông. Kinh chưa? Kinh khủng không? Đây là có luôn đó quý vị, 100% luôn á. Có nghĩa là nghe mà không biết phân tách kỹ ra, không biết được cái xã hội bây giờ ngoài đời như thế nào thế nào. Không biết căng nặng nhẹ để mà mình hướng đến mục tiêu. Nên cái nghe pháp mà không thông là chết, chắc chắn quý vị luôn. Nghe mà chỉ hướng một đầu thôi là mình chết queo. Không biết được khả năng của mình. Chứ cái xã hội bây giờ nói cái chuyện mà nói phụng dưỡng không dễ đâu quý vị. Nó bao nhiêu người chúng ta ở nhà đó, khi mình không phụng dưỡng được cha mẹ mình vì cái cơm áo gạo tiền á, vì cái cuộc sống sinh nhai mà mình không có thời gian á. Nên từ nơi đó mà Nhận Đức nói rằng, nếu mà căng lên bằng căng á, Nhận Đức nói thà được một chút còn ngon hơn là không được cái gì. Ở trong ngôi nhà Tam Bảo tu được chút còn ngon hơn mà về nhà còn làm khổ cả đám. Như bản thân Nhận Đức mà không đi tu làm khổ người khác. Như bây giờ Nhận Chí đồ mấy anh em Nhận Đức mà không đi tu làm khổ người ta. Mà nhờ may mắn đi tu, bây giờ không dám nói cao xa quá, nhưng mà được chút không làm khổ mọi người, mà mọi người còn đeo theo tu cũng thấy mừng. Vớt được chút cũng thấy ngon mà. Nên cái thời mạt pháp này căn tính con người kém lắm mấy vị ơi, không đơn giản đâu. Như những vị mà xưa đồ, như hòa thượng mình đồ, thật sự mà nói mình thấy không nổi. Thấy không nổi vì các ngài làm việc người khác khó làm quá. Các ngài là cao thủ. Mình thấy không nổi, thật sự luôn á. Đời của hòa thượng đồ tu khổ cực lắm, nhưng mình mà sanh trong cái đời đó là có chừng mình không tu nổi. Rất là khổ nên mình không dám trèo cao. Nên có hòa thượng mình leo một chút. Mình không dám trèo nổi luôn, nó thật sự quý vị. Nên mình biết mình. Nên Nhận Đức từng nói một câu cô động để nhắc nhau. Xem sách người xưa, coi căn tính mình. Đọc sách người xưa mà coi lại căn tính mình á. Coi căn tính mình sao, mình sẽ biết liền nha. Từ thời ngày vị viện cho đến ngày Ấn Tổ là 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Rồi tiếp tục tới Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị coi căn tính của mình, quý vị sẽ biết liền. Nó kém khổ dữ lắm. Cái tâm quyết mình yếu lắm. Không có như được như đặc biệt như người ta đâu. Đó, nên bây giờ là mừng là mình có người lo hết cho mình tu. Nên mình mới tu được. Chứ mình mà hư mình đi kiếm cuộc sống mình tu mới được. Mình lao ra mình buồn quá. Như Nhận Đức bây giờ mà bỏ Nhận Đức ra ngoài đời là vì 2 tháng sau cố gắng kiếm em. Buồn quá trời buồn. Lao theo cuộc sống cơm áo gạo tiền. Hiểu không? Bây giờ trong chùa tu hành, nó quyết tâm, nó cố gắng. Mình lo lắng cho người ta, bây giờ mình chọn ai bây giờ mắc cá ề uổng. Chứ nếu mà nói mà tự nhiên không tu nữa, trong đây cũng kiếm 7 cô dẫn đi. Vì coi á, nó tiêu rồi thấy không? Nên căn tính của người mình nó rất là bèo. Nó bèo. Bèo dữ lắm. Tôi biết tôi bèo. Nên bây giờ mình bèo rồi thì mình phải nương vào bổ nguyện. Nương vào bổ nguyện. Đi chậm mà chắc. Nhớ đi chậm mà chắc. Đi gấp mà nó té một cái không còn cái răng ăn cháo. Người trước người ta đi gấp được, mình đi chậm chắc. Nhân Đức nói tu sao mà đừng có ba trợn là được rồi. Tu sao mà càng ngày thấy càng vui. Cái tâm trạng con người mình đừng có nặng nề vấn đề quá quý vị ơi. Hiểu không? Có những thứ trong cuộc đời này mình không có lo xa quá được đâu. Quý vị hãy lo cho cái hiện tại nè. Lo cho cái người đang còn sống này nè. Còn cái người chết rồi thì đi đâu thì kệ họ. Xong rồi mình có biết họ đi đâu. Đã không biết họ ở đâu thì nghĩ tới họ làm gì. Nghĩ là nghĩ cái người đang sống này nè. Nghĩ cái người đang sống để rèn luyện họ. Là họ đang sống nè, họ phải sống sao cho tốt. Quý vị nhớ đó. Không phải là tu hành không cố gắng, mà có những cái cố gắng mà quý vị lại rớt. Tin không? Trời ơi, tôi nuôi chúng 10 mấy năm, quý vị.
có những cái cố gắng mà bị rớt. Là cố gắng gì mà bị rớt? Cố gắng tiêu cực. Nghe không? Cố gắng nhưng gọi là cố gắng tiêu cực. Có đứa nhỏ nó đi học giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Năm nào nó cũng hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất. Đúng một năm nó có hạng nhì. Nó bức xúc đến mức điên luôn. Nó bức xúc đến mức điên luôn quý vị. Năm nào nó cũng hạng nhất, mà cái năm kia nó lại hạng nhì. Hạng nhì mà nó cũng không chịu. Cuối cùng nó điên. Những đứa hạng 30 nè. Ngày xưa những đứa đi học là hạng 30 không à. À, năm nào cũng hạng 30 chứ. 28, 30, 28, 30 làm tớ. Những đứa có vấn đề gì đâu. À, hồi xưa những đứa còn nhỏ nhỏ, những đứa đi học hạng 30, 28. Mấy anh kia nói công nhận năm nào thấy bạn cũng hạng hạng lớn thế kia. Nói tôi học là hạng phải hạng lớn. Giờ tao hỏi mày, mày hạng 1, tao hạng 30, nào lớn hơn? Mày có một thằng, tao tới 28 thằng, nào mạnh hơn nào mày? Cái tâm mày còn nhỏ lắm. Ngộ ghê không? Không có vấn đề gì chứ. Mà cái thằng hạng nhất không, mà nó lỡ hạng nhì mà nó bị điên. Là vì sao? Sự cố gắng của nó bị chấp vào cái sự mình quá dữ dằn. Cuối cùng nó chỉ cần rớt xuống một bậc thôi, nó không chịu. Không chịu, cuối cùng điên luôn. Mày uổng cuộc đời mày rồi. Mày điên rồi, mày uổng rồi. Tao cỡ nào cỡ, nhưng mà tao nhất định không điên. Gặp sự cố gì tao cũng không điên hết trơn á. Tao học lớp 3 thôi. Hôm nay tao cũng ngồi gì. Còn mày điên rồi, vô nhà thương điên rồi. Mày học, bây giờ người ta có lỡ nói cái thằng này nó học giỏi dữ lắm nè, năm nào cũng hạng nhất. Nói ờ, năm nào cũng hạng nhất, chứ giờ nó điên rồi. Nó điên rồi, đúng rồi. Thằng này nè 28-30 không à, năm nào cũng 28-30. Học tới lớp 3 ở lại 9 năm. Ai mà ngờ bây giờ thằng này nó ngồi đây. Ai biết được sự đời, đúng không? Trong cái cuộc đời này con người chúng ta không ai hiểu nổi chứ quý vị ơi. Thật sự mà nói chúng ta hãy sống ngày nay cho đặc biệt đi quý vị. Hãy sống làm sao cho tâm trạng thoải mái an lạc nhất. Và nên làm những việc gì xác thực nhất trong cuộc đời, ý nghĩa nhất. Nên những đứa khuyên các anh em trong chùa mình hãy nuôi các cụ già đi. Hãy thương yêu các cụ già đi. Dưới khả năng các anh em cứ làm được, các anh em cứ cố gắng. Cứ cố gắng dưới khả năng các anh em. Rồi từng bước, từng bước thầm, từng bước thầm. Đúng không? Đó. Cái đó mới là cái đặc biệt. Từng bước thầm như con rùa với con thỏ chạy đua. Con rùa nó chậm chứ, rất là chậm. Nhưng mà cái sức kiên nhẫn của con rùa là bền. Con thỏ nó rất nhanh, ỷ lại quá. Cuối cùng chạy nhanh quá, qua mặt con rùa, nói mày, con rùa, mày phải đặt chị theo tao. Có cửa đâu đâu con. Tôi ghé quán cà phê uống chơi một chút thôi, con hơn mày. Ghé vô quán cà phê, cà phê giỏng đàng hoàng. Xong kêu em cho anh thỏ ly cà phê coi. Phải sữa nghe không? Sữa nhiều nhiều. Cà phê nhiều quá sợ lên máu. Xong vô uống ly cà phê, nằm giọng ngủ một giấc. Tao ngủ một giấc tao cũng hơn mày nữa rùa. Cuối cùng vô ngủ một giấc, ngủ mê quá, ngủ quên. Con rùa nó đi chậm mà nó cứ chậm từng bước nó đi hoài. Cuối cùng con rùa nó đi tới cái mức mà nó lãnh cúp. Nó lãnh xong với cúp, con thỏ giật mình thức dậy. Chết mồ ngủ quên. Chạy theo thì thấy con rùa nó lãnh cúp mất tiêu. Mày nhanh nhưng mà mày lại gấp gáp. Và mày không kiên trì. Con người ta chậm nhưng người ta lại kiên trì. Những đức mong mấy anh em là gì? Kiên trì. Sự thành công của mấy anh em là kiên trì. Mình không có giỏi nhưng mà được kiên trì. Bây giờ mấy anh em cứ coi ngày xưa những đức á, tập giảng pháp ai dạy những đức. Rồi sau này những thịnh đồ ai dạy. Những đức chỉ điểm tư tưởng một hai cái thôi. Ai dạy những đức, ngày xưa ai dạy. Những đức chỉ nhìn lớp lớp thôi. Rồi xong những đức cứ ngồi một mình nói chuyện nghiêu ngao. Còn bị người ta cười chê, những đức ai cười chê kệ, tôi cứ làm tớ. Từ từ, cứ từ từ. Cuối cùng cháu cũng như. Đó. Như rồi đó chưa, dư rồi đó. Tại giờ lão liệt không? Giờ lão liệt rồi đó.
Ai ngờ ngày xưa cái người này ngồi trên cái bàn mà trong một cái phòng nhỏ xíu xíu, đặt cái máy phim cùi bắp, cuối cùng quay bị người ta cười chê quá trời luôn, người ta nói xấu xí, hô hốc tùm lum la đủ chuyện. Vậy mà người này vẫn kiên nhẫn, hôm nay không ngờ bây giờ quý vị coi bên ngoài cũng nổi mà trên mạng cũng nổi. Có người gặp Nhân Đức nói rằng nổi đi, mày nổi thời gian có ngày mày nổi ra biển luôn, nó kệ nó. Có cơ hội được nổi thì cứ nổi thôi, chừng nào hết nổi thì chìm. Chứ có sao đâu, còn hơn mi cả đời không được nổi. Cỡ nào tao cũng được nổi 10 năm. Hiểu chưa? Đời người mà, ai biết được ngày mai. Có khi có người sống 100 năm chưa từng được nổi. Mình sống chưa được bao lâu mà đã được nổi rồi, vậy cũng nó mừng rồi, đòi hỏi gì sao vờ chứ cho nó mệt đi. Nên Nhân Đức nói mấy anh em hãy nhìn ngày hôm nay á, bây giờ là đang đương thời, mấy anh em làm được thì làm đi, mình cứ làm cho tốt những cái công việc mà mình đang làm, những gì mình làm được tốt mình cứ làm cho tốt đi. Chúng ta đừng nên làm tốt mà chúng ta đi nghĩ cái sao vờ nó nặng nề, thì sao mình làm tốt được. Mà tự nhiên xe đang chạy mà kêu thắng, muốn ngừng lại cũng phải giảm tốc độ chứ, hiểu không? Nên mình á, cái tuổi trẻ nó đi theo cái thời gian của tuổi trẻ, nó tuổi trẻ thì nó phải háo hức, tuổi trẻ mà. Rồi sau này mình già mình tự gịch lại à, nó, mình nhớ lại cái tuổi trẻ mình vẫn ngồi nói chuyện cho lớp trẻ nó nghe, thầy ngày xưa tuổi già, không ngày xưa tuổi trẻ mà nó lộn. Thầy ngày xưa tuổi trẻ, thầy cùng một thờ quánh quánh liệt liệt đức cô, hiểu không? Cũng lễ 2000 lái Bồ Tát Quán Thế Âm đức cô, đúng không? Sau này mình già, tự mình già rồi mình sẽ yếu lại thôi, muốn háo hức cũng không được. Bây giờ trẻ mà kêu đi chậm, không có cửa đó đâu. Già tôi chậm, trẻ tôi phải đi nhanh à. Trẻ đi được là chạy, không nói vòng vo chứ. Già chạy chạy đâu có nổi. Bây giờ kêu mấy bà già trong chùa chạy, bà chạy nổi không? Chạy có nổi đâu. Không lẽ tôi đợi tới ngày đó là kêu tôi chạy, không có cửa đó đâu. Không, bây giờ con người mình sống trong cuộc đời mình đặc biệt nhất là gì vậy? Những ngày tháng sống cho đặc biệt đi. Những ngày sống cho vui vẻ tự tại đi. Thấy cái mình đang thấy. Đừng nên đi tìm thấy cái mà mình không thấy được. Tìm cái mà mình không thấy được nó phiền não dữ lắm. Hãy tìm cái mà mình thấy được đi. Nó hiểu không? Đó. Bây giờ tôi thấy quý chú quý thầy tu sáng sủa, tôi thấy mấy sư cô cũng có được, tôi thấy đại chúng cũng an lạc, được rồi đó, tôi thấy đó. Rồi tôi thấy có thể tôi làm được cái gì? Thứ năm nấu lẩu cho bị ăn. Thôi chiên bánh xèo đi cô Châu. Thứ tư chứ, nè mai thứ ba phải không? Mai thứ ba, thứ tư chiên bánh xèo. À, tôi thấy chiên bánh xèo chuẩn bị ăn được. Nghe không? À, rồi thứ tư, ở bên cụ Thanh. Nghe không? Thì làm cái khác. Nó nên thấy làm được điều đó. Và thấy mỗi ngày giúp cho người ta cười được. Là thấy tôi làm được việc này. Bây giờ những đức hỏi các cụ sống với những đức ở đây chùa của Hòa Thượng, các cụ thấy bình yên không các cụ? Tôi thấy làm được việc này, tôi làm được việc này, tôi cứ làm việc này đó. Còn những việc tôi không thấy, tôi không cần thấy tới, đúng không? Tôi cứ niệm Phật, chừng nào Phật rước thì tôi đi, còn không rước thôi. Ở nữa chứ sao? Hiểu chưa? Cuộc đời con người ít gì nó cũng có những ngày tháng tự tại. Tại sao mình không sống những ngày tháng tự tại? Thấy không? Nên những đức đã thấy rồi, có nhiều người trong chùa họ tu mà họ bỏ chùa đi. Họ siêng tu ghê luôn mà họ siêng tu tiêu cực. Còn mình là tu tích cực. Tích cực với cuộc đời là mình đang làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời mình mà hiện tại mình đang làm được. Làm được thì làm không được thì thôi. Như vậy thì vô cùng là tự tại quý vị. Quý vị hãy sống như vậy đi. Những đức nói hào Phật tử của ngoài đời cũng vậy nữa. Vì hãy sống như vậy đi. Chồng thương mình cũng phải sống mình cười. Mà chồng bỏ mình cũng sống mình cười. Chứ không lẽ nó bỏ mình khóc. Nên những đức hướng dẫn nó bị rõ ràng luôn.
Cha mẹ nuôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mà cha mẹ bỏ mình cũng phải sống hạnh phúc. Hiểu chưa? Trời ơi. Đó. Phật Pháp nó hay nhất là quý vị có một điểm nương tựa bình an, đó là gì? Tin nhân, tin quả. Mình tin vào cái nhân của mình gieo, cái quả mình chịu. Nên cả cuộc đời con người mình gặp sự cố gì cũng từ cái nhân mình gieo. Bây giờ mình bị bỏ rơi là do mình đã từng bỏ rơi người ta. Bây giờ mình được ưu ái là vì mình đã từng ưu ái người ta. Bạn gieo nhân nào, bạn gặt quả báo nấy à. Bạn nên đừng có buồn với cái số phận cuộc đời của bạn chứ. Ngày xưa không biết tu thì buồn số phận mình nào là lùn, mập, rồi mũi xịp, mắt một mí, rụng răng, đen. Bây giờ mình biết tu rồi, tự nhiên trong mỗi một cái dáng đó của mình khai thác. Hiểu chưa? Mình khai thác thành cái duyên. Nó hồi xưa thì mình tiêu cực, bây giờ mình tích cực, nó phát triển thành duyên chứ làm sao? Đúng không? Ngày xưa những đức chịu khổ mấy năm giờ hô. Cái này tôi nói 100% luôn á. Tôi cứ là gì? Mỗi lần mà định chọc em nào là tôi vô mặt kiến tôi cười. Tôi cười coi là cười đến mức nào là vừa. Thì sợ đưa cái bàn não ra nó chảy. Tôi chịu khổ ghê luôn. Sau này tôi đi tu tôi mới nghĩ ra, trời là trời. Có nhiều người mà người ta còn không có một cái răng. Mày hô hô chứ cũng còn răng. Có nhiều người người ta còn bị sứt môi nữa kìa. Mày còn môi đàng hoàng. Có nhiều người lục căn ta không đầy đủ, mày có lục căn, mày làm gì mà mày khổ hoài vậy? Nghĩ ra được một phát, thấy mình còn hơn nhiều người. Mà ngày xưa thì mình nhìn nhiều người cao nên mình thấy thấp. Nhưng sau này mình nhìn nhiều người thấp, mình thấy mình cũng được. Bộ ghê. Từ đó về sau cừ thoải mái luôn, cừ thả ga luôn, cừ với cái mặt bự lên. Bữa nay nổi thì một mụn. Mụn tình cảm. Tình cảm bao la nói từ cái miệng. Cuối cùng mụn mọc ra tại vì tình cảm quá dày nên nó chỏi ra thịt. Nói một mụn bự quá trời luôn. Nãy gặp với cô đó, nói công nhận thầy nói mụn mà cũng thấy có duyên. Ngộ ghê. Thấy chưa? Mình làm cho người ta thương nó ngộ lắm mấy vị ơi. Bởi vì cái câu người xưa nói hay, thương người thì thương cả lối đi, mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Ghê chưa? Nó ghét người là ghét cả tôn ti họ hàng. Nên quý thầy trong chùa, quý chú, quý cô, quý cụ trong chùa, sống sao cho người ta thương đi, cha mẹ người thân mình dễ được độ. Chứ sao? Mấy thầy mấy chú sống đây mà dễ thương đàng hoàng, nghiêm túc đi. Chúng chùa ai cũng thương. Cuối cùng cha mẹ mình vô chùa cái ai cũng ưu ái chứ. Cha mẹ mình thấy cũng nở mặt nở mày nên dễ được độ. Còn nếu như mà mình sống trong chùa không ai ưa mình chứ. Cha mẹ người thân mình vô người ta gặp ta nghinh liếc, cha mẹ mình bị mặc cảm bỏ gì sao độ. Nên mình sống mình được nhiều người thương, mình sẽ dễ độ cha mẹ mình, dễ độ người thân mình, bạn bè mình. Ta thấy bạn bè của tên ông Én và bà Én nó gì vô chùa cái là người ta thương, người ta thương là độ. Hiểu không? Cái câu này dễ hiểu không? Quá dễ hiểu luôn. Không làm đi. Ví dụ giờ mình sống trong chùa, mình câu có, mình khó khăn, mình khó chịu, mình sân si, mình đố kỵ, mình đủ chuyện sai quấy. Không ai ưa mình chứ. Người thân mình vô bị mặc cảm. Người ta sau lưng là chăm chích, ta nói bà hả? Sanh đứa con gì đâu mà chăm chích người ta tối ngày. Hung bạo dữ dằn, hỗn ẩu, kinh khủng luôn. Ghê. Bà sao mà sanh có con kỳ cục ấy. Mẹ cha mình mắc cỡ gì luôn. Hiểu không? Mình đây sống đàng hoàng. Cha mẹ người thân mình vô, bà nhà có phước ghê nha. Sanh đứa con dễ thương, được vui vẻ, hăng hỉ, được ghê. Nuôi với bà già quá trời nhiệt tình luôn. Cảm ơn bà sanh được đứa con được quá trời được. Thấy không? Cha mẹ được độ liền. Hãnh diện hay sao mà hãnh diện? Bây giờ bị làm cha làm mẹ mà người ta khen con cái vị bị mừng không? Mừng chứ. Sao không mừng? Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng đó, mình sống làm sao cho người ta thương mình. Nó đặc biệt. Như những đứa thấy mình tu, mình thấy hạnh phúc đơn giản đấy quý vị. Hạnh phúc có tìm nó đâu xa. Hạnh phúc là ngay chỗ này nè.
chứ tìm đi đâu xa trời. Hồi nãy vừa mới đi qua thấy có mấy đứa bé nho nhỏ nó chạy lại, thái thái 7-8 đứa. Ý nó làm gì không? Thái ẩm con cái coi thầy. Nghe thằng nhỏ mập lù, con bự quá ẩm không nổi con đâu. Không, ẩm con cái đi, ẩm con cái đi. Mình dở là muốn gãy chân sóc. Thằng kia chạy lại, thầy ẩm con cái coi thầy. Mình thấy không, con nít nó xíu xíu mà nó gặp mình nó còn thương. Thấy không? Nít mà nó còn gặp mình thương chứ người lớn. Thấy không? Được rồi. Đó, thấy không? Sống sao nó cái gì, cái thằng bị bệnh đau, cái thằng gì đó, Phước, nó cũng thích những đức mà. Nó gặp những đức là nó làm đủ trò chứ. Rõ ràng không? Đó, mình sống vậy là mình thấy mình hạnh phúc rồi. Chừng nào về cực lạc tôi không biết, nhưng mà tôi thấy tôi sống gì tôi thấy an vui cuộc đời. Thôi kệ, cuộc đời mình sống vậy là được rồi. Còn cái chuyện mà Phật rước thì thật sự mà nói chúng ta không có biết. Sao biết cái chuyện đó của Phật làm chợ? Mình mà biết cái việc đó của Phật làm mà chắc mình đi làm giống Phật luôn quá. Hiểu không? Mình không có biết. Cái bà cứ lại mới hỏi thầy, chừng nào thầy giảng sanh? Không biết. Hoài cái vụ tôi không biết không. Nó đang sống gì mà giảng sanh. Chừng nào Phật rước thì tôi đi. Vì chừng nào? Không biết. Nó mệt ghê, hỏi hoài kỳ cục. Hiểu chưa? Nên chị Đức nói mấy anh em cái sống gì vậy đi, là mấy anh em tự tại đó. Mà mấy anh em làm được rất nhiều việc nghe. Làm rất nhiều việc trong cuộc đời này, chứ không phải giỡn đâu. Thấy nhà Đức đi tu tới giờ làm quá trời nhiều việc luôn. Tôi nói không có dám nói với người ta, mà tôi nói với chúng trong chùa thôi. Đó là gì? Thấy mà bản thân mình vậy là cũng làm được nhiều chuyện rồi. Ngày xưa có làm được chuyện gì đâu chợ. Làm gì gì chứ, tối ngày đi làm mà đi nhậu à. Làm gì đâu, đua xe đồ chứ, té rầm rầm mà không có chết. Chết sao ngồi đây? Không, cái số Nhân Đức là cái số ngồi đây, nên té cái nào té cũng không chết. Có một lần Nhân Đức té ngay cái bụng binh quận 5, chạy xe mà cua cái cua quận 5 mà cái bụng binh á, cua thắng cái ké, té cái rầm, xe hàng chạy tới kế bên. Nhìn lên kế bánh xe, chui ra dựng xe lên đi nhậu nữa. Đi nhậu cái gì biết không? Đúng ra đi về rồi, nhưng mà tại sao bị xe ôm kế bên mà đi nhậu nữa? Chúc mừng không chết. Đúng là kỳ cục ghê, mấy người nhậu nó lạ kỳ. Đúng là đi về vứt rồi đi. Bị vậy nói may mắn lắm mà không chết. Cái này mà không nhậu là không được. Mấy bạn nói phải nhậu để mà chúc mừng bạn xui xẻo mà không có đến nỗi bị chết. Thấy không? Phải chúc mừng nói không, ngày mai đến nay mệt quá. Không, bữa nay phải chúc mừng bạn mà được. À vậy được chúc mừng chút về hết nỗi luôn. Vậy đó. Ở ngoài đời vậy không à. Có làm được gì đâu. Vậy mà đi vô chùa niệm Phật, bây giờ nuôi các cụ già gì, tôi thấy tôi cũng mừng lắm à. Thật sự mà nói tôi thấy cuộc đời tôi vậy là cũng là thấy Phật ưu ái tôi lắm à. Tôi không dám đòi hỏi gì hơn nữa. Được không? Mình thấy mình vậy là được rồi. Giờ mấy anh em mình nghĩ thấp chút đi. Những Chí đồ, những Quang đồ á, những Thịnh đồ nghĩ thấp chút thôi. Nghĩ giờ mình cũng ngồi bàn chứng minh là cũng được rồi. Vậy là cũng được rồi, còn gì trở. Đó rồi, nhiều người cũng quý trọng thương yêu, đúng không Nhận Lăng? Đó, quý trọng thương yêu được rồi. Nó nói mình, anh em mình mà không đi tu á Nhận Lăng mới đời, mà dụ như mà cứ vợ gì đó Nhận Lăng, bây giờ Nhận Lăng cho cũng bèo bèo cũng 2 đứa. Bây giờ ổng gần 30 tuổi rồi. Không lẽ tuổi này mà ngoài đời mà không có vợ chắc là ở giáo. Nghe không? Trời ơi, mà vợ nó kêu đồ ghê lắm, coi như đơn giản lắm thôi. Anh là em biểu coi. Vậy em lấy thao nước cho em rửa chân coi.
không phải giỡn đâu, trời ơi, nó ngọt ngào mà ghê lắm. Nó ngọt ngào gì đó chứ kêu bưng nước không á. Xong lấy nước nó rửa chân xong nó ăn, nó gì à? Lấy chai nước suối cho em uống cái coi. Ừ, nước suối. Trời, nó ngọt quá trời ngọt. Lấy đồ cho nó tối ngày này. Ăn cái gì nữa chứ. Lấy cái khăn lạnh trong tủ lạnh cho em coi. Thấy chưa? Hổ không nhận lăng. Lúc đó đúng là mình thấy mình tủi thân ghê á. Cũng là một bậc đứng mài râu. Mà bây giờ phải làm cái chuyện này, đúng không? Nhưng mà may mắn mình đi tu, đắp lên mình chiếc y của Như Lai. Cuối cùng bây giờ mấy anh em thấy không? Giờ lo cho các cụ, lo cho đại chúng, thương yêu người, làm việc ý nghĩa. Đây là một cái giá trị. Không, giá trị đúng không? Không, tôi giảng pháp là tôi nói cái giá trị không à. Tôi nói cái giá trị nó dẫn là thấy thích tu hơn. Nghe không? À, tôi thấy cái giá trị của hiện tại nó dẫn là thích tu hơn quý vị. Cái giá trị của hiện tại nó đi đến tương lai. Còn nhiều người ta giảng pháp là người ta móc cái tương lai không à. Cái tương lai nó làm cho con người mình không biết cái giá trị của hiện tại. Nó cực quá nên nó bỏ cái hiện tại sao có tương lai. Con người bây giờ nó phải như người ngày xưa. Người ngày xưa người ta có thể có công mài sắt có ngày thành kim. Còn bây giờ nó đố nó mài sắt nữa. Bây giờ nó có đầy đủ phương tiện hết chứ ai mà đi mài sắt. Đúng không? Mình thấy cái thời cuộc bây giờ nó thay đổi là rồi. Nó làm cái gì là nhanh nhất không mà. Bây giờ là người ta phải thấy cái giá trị hiện tại. Thì người ta mới có tương lai. Còn ngày xưa là người ta kiên nhẫn như lắm. Vì cái hiện tại, người ta chịu khó chịu cực cái hiện tại để người ta nghĩ tới tương lai. Nhưng người bây giờ mà cực quá trong cái hiện tại là họ sẽ bỏ cái hiện tại thì đố mà có tương lai. Đúng không? Đó. Nên những đức nói chuyện là thường nói cái việc hiện tại mấy anh em phải ý cái ý nghĩa, cái lợi ích của mình đang được đi tu. Đó là mấy anh em nó hưng khởi cái tâm liền à. Thích đó. Rồi mấy cô rồi thấy không? Mình được đi tu nên mình không có cái chuyện lo cho một thằng chồng rồi ẵm một đứa con. Ồ kỳ đó, mà dưới quê mà nhìn thấy cái cảnh tình con nhỏ bạn học ngày xưa. Nhỏ đó là trong trường là mình nói là nó quá trời đẹp, bao nhiêu thằng theo đuổi. Vậy đó mà mình gặp nó mình mê, mình không dám lỡ chọc luôn. Đẹp quá. Vậy đó mà khi mà mình mà gọi là sau này mình đi lên thành phố, mình trở về quê, mình thấy cái cảnh nó gì, nó có chồng rồi xong nó có đứa con mà nó ngồi nó bán hột é. Khổ ghê không? Nó bán hột é, nó bồng đứa con kế bên. Đứa con khóc quá quá. Đấy, ở đâu mà nít khóc, nó nhìn lại trời ơi. Nhỏ này ngày xưa là nó đẹp lắm, giờ sao bèo nhèo tóc tai gì bùm sùm ghê thật. Ra con nó gì ha, cứ để ý thử. Thấy đứa nít nó à con nó. Xong nó giật cái áo lên. Nói gì kêu nhận lăng không gờ chứ tim kỳ cục cái chặt. Nó vậy biết. Nhìn thấy cảnh tình nó rồi xong. Tàn phai hương sắc tiêu liền, thấy không? Mấy cô thấy không? Nó nói cái gì này mấy người người ta đi muốn đi tu người ta mới nhìn ra. Thấy ờ à, thì ra ông thầy ông vạch ra rõ ràng. Cái cuộc sống ở ngoài đời dính với một gia đình, tự nhiên mình đi vào tàn phai hương sắc sớm. Nên nói là người tu càng về sau càng có giá. Mình nhìn từ chỗ đó mà nhìn cái hiện tại mình hướng tới tương lai được. Hiểu không? Thấy đi tu rõ ràng như cô Thanh hồi xưa mới vô bà ốm nhơm mà trời ơi tạo. Cái tay bị găng là đâu đũa. Mà tay bị cán giá nữa. Sao nữa mập lên tay bà tròn lại. Chứ hồi xưa tay bà cán giá cong quẹo à. Khi mà mỏi lên bà lặng lên bà lễ Phật là quay phim lại tay bà làm nè. Bà lễ Phật mà bà đứng mà không biết sao bà làm nè. Tại cái bà này trời có tật nguyền gì kỳ cục ghê. Vậy mà bây giờ nhìn mặt mày tròn trịa mập mạp sáng sủa thấy chưa. Nó gặp mà bà mà không đi tu, mà bà mà đi có chồng là bà. Ngày xưa chưa có chồng mà còn nhìn kiểu đó. Mà gặp mà đi có chồng mà bây giờ chắc nhìn bà chắc con lãi. Lãi cái. Sanh lãi con. Đúng không? Tả tơ te tu. Nên mấy đứa trẻ trẻ nhỏ nhỏ con phát nguyện cho nó mạnh. Phát nguyện cho nó mạnh. Để chọn một phương hướng cho chính mình. Nó thấy không? Nên mấy anh em bây giờ nó nghe nhà Đức nói gì mấy anh em thấy không? Hiện tại mấy anh em đang làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nó có những người cả đời người ta chưa làm được như mấy anh em dù chỉ một ngày.
Mà bây giờ mỗi ngày mấy anh em mình làm được điều này là thấy đời mình mừng lắm rồi. Cái cuộc đời hiện tại mình đã thấy quá mừng rồi mấy em. Bây giờ nhiều chú, nhiều cụ đang nghe như Đức nói điều này mình đều chấp nhận. Có khi đời mình giờ dính vào một gia đình, mình muốn làm giống cái điều này như những Đức với mấy anh em đây cũng đâu có được đâu mấy chú. Mấy chú lưng lớn tóc bạc bạc kia kìa, đâu có được như gì đâu. Nó nên từ nơi đó mà mình thấy rằng là như vậy là cũng đã quá mừng rồi. Một đời người như vậy là quá mừng rồi. Rồi càng về sau lớn tuổi càng nó phát triển cái tâm mình mở rộng ra thêm. Tu mà nó càng ngày nó thâm nhập chứ. Cứ đi chậm chậm mà nó nhập từ từ. Thấy không? Mà nó nhập vào cảnh giới của Phật đạo từ từ chứ giỡn đâu chán. Mình chỉ càng có tâm quyết, mình cứ niệm Phật đi. Mình cứ niệm Phật đi mà niệm giết rồi tự nhiên nó sẽ đặc biệt lắm. Cái vị coi nè, nên Đức niệm Phật không có làm gì. Mà ngồi nói chuyện quý vị phải quý vị ngồi nghe sững người không? Phải không? Nó nhìn xuống đi, phải sững người không? Ngồi nghe mà có người nào người nấy mà. Quý vị biết là những Đức mà nghe cái môn giảng pháp của những Đức nghe quý vị biết không? Cái bà kia bà nói là con không dám ngồi trước mặt thầy luôn. Nói sao kỳ vậy? Ai cũng muốn ngồi trước mặt mà bà không dám là sao? Trời ơi, về chồng con nó cừ con dữ lắm, con ngại. Hỏi sao? Con liệu thầy giảng thì sao mà con quên mắt chính con luôn. Những Đức giảng ở trên, ba nhiều bà ngồi dưới làm nè. Trời ơi, quay phim lên, nhà bà coi cừ muốn bể bụng. Bà nói trời ơi, thầy con không kiềm chế nổi luôn. Thầy giảng thì sao mà làm cho con mà gọi hết biết gì luôn. Nghĩa tự nhiên sao mà thầy hút theo cái lời nói mà tự nhiên bẻ mồm, bẻ miệng, quẹo tới quẹo lui. Mắt rồi miệng rồi tự nhiên ôm ngực đồ làm nè. Kỳ cục. Còn có nhiều cô mà như Đức giảng ở trên, bả díu làm nè. Làm gì đó. Mà mấy bà nói trời sao ngộ thầy. Sao mà tự nhiên sao cái sự diễn đạt của thầy á. Hút. Mà mắt tiểu quên luôn. Có nhiều bà mà ngồi không đi tiểu luôn. Mà khi vừa giảng xong nó nói tao gỡ chạy. Kinh khủng không quý vị coi, nó thu hút đến mức như vậy. Cái môn thuyết giảng nó không đơn giản. Mà cái đó là cái gì? Cái duyên. Cái duyên. Thấy không? Cái duyên quan trọng. Mấy anh em, duyên quan trọng. Mà cái duyên nó không phải là mình đi chỗ này, đi chỗ kia phan duyên mà kết. Không phải. Mà cái duyên nó ngay mình á. Cái duyên là cái gốc là bản thân mình. Là bản thân mình làm việc gì mình nhiệt tình việc nấy, mình chấp hành quy củ đàng hoàng, mình sống cho thật là tốt, mình niệm Phật, mình vui vẻ an lạc. Người xẹt qua xẹt lại, xẹt tới xẹt lui, nhìn mình là có duyên. Cái duyên là ngay cái gốc của mình á. Còn cái duyên mà mình đi tặng này tặng kia cho người ta, đó là cái duyên phụ. Cái duyên này là cái duyên mà mình kết mà người đủ duyên làm. Còn mình không đủ duyên đó mình đừng có làm gì. Người ta làm tùy hỷ thôi. Còn mình là cái duyên là phát nguồn từ cái gốc là bản thân mình á. Dù là không có làm những cái điều tặng này tặng kia cho người ta, nhưng mà mình có cái duyên là ai nhìn mình cũng thấy an lạc, ai nhìn mình cũng thấy tự tại, ai nhìn mình cũng muốn tu. Từ nơi đó là nó phát diễn cái gốc. Mà cái duyên nó phát từ đâu? Cái gốc của tự tánh. Cái duyên nó phát cái gốc từ tự tánh. Tự tánh phước duyên, tự tánh công đức, tự tánh hiển lộ. Là từ cái tự tánh á nó phát ra. Khi nó phát ra rồi là bất cứ nhân duyên gì nó đến với mấy nào cũng thích chứ. Tại vì nó phát từ tự tánh. Còn cái duyên mà giao kết bên ngoài, đó là duyên phụ thôi. Có những cái duyên đó mà nó làm cho mình trở ngại cũng được tu không chừng nữa đó. Cái duyên mà tặng này tặng kia, cho này cho kia người ta mà phan duyên là có chuyện đến với mình. Chứ không phải là cái duyên đặc biệt đâu. Cái duyên mà nó phát đặc biệt nhất là cái duyên tự tánh á. Cái duyên thiện tâm từ tự tánh, cái duyên hiển lộ ra. Mà cái tâm của mình tín nguyện niệm Phật, rồi làm những việc gì người ta đặt cách nhiệt tình hết mình, không có đụng chạm tới ai, sống vui vẻ quan hỷ, buồn giận ai rồi là buông ra liền. Đó mới là phát duyên tự tánh. Hiểu không? Nghe thấy chưa? Đây là 100% cho mấy anh em nghe đó. Nhớ nó nên nghe gì thôi trong lòng mình, trời nó sảng khoái gì đâu. Hiểu không? Nghe chút đi, hôm nay tôi mua cho người chai sữa chua. Ôi, chia sẻ một quá khô hơi cạn tiếng. Mà còn phiến mãi cho người ngồi nghe. Kiểu này mà không thích nghe mới sợ. Không? Nó mà nghe nãy giờ cười nhiều nữa đúng không? Một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Bổ quá trời.
Nên cái hội chúng của mình mà quay phim lên nó nghe tôi, ôi người ta coi gì đâu mà người ta thích. Có nhiều người ở xa mà ta nói gì, nhiều người ở xa mà ta nói là trời ơi, cái gì coi gì đâu mà coi cái đại chúng, ôi gì đâu mà ngồi chảy nước miếng. Có cái cô kia nghe, mình nói nhỏ nhỏ, cô nghe cô ngại nghe. Cái cô kia cô nói, cô đó ở xa lắm, ở bên Mỹ, mà cô cũng còn trẻ lắm. Cô nói một câu gì nè, cô nói trời ơi, gì đâu mà mỗi lần mà nghe thầy giảng, mà quay tới quý thầy, quý chú, hồi ô nhìn gì đâu mà quý thầy mấy chú đẹp gì đâu mà ôi trời ơi, tự nhiên chảy đúng miếng gì đó. Ghê không, kinh chưa? Nó gọi bà kia mới nói là ồ đó mà cách nay nửa năm mà có về tu mà thấy chú Dự gì đâu mà ổng ôm nhóm nhất đen thui xấu. Mà bây giờ sao mà ổng ảo tướng gì đâu mà tu gì đâu mà giỏi dữ gì, hay không? Từ nơi chính với anh em á, nó như Nhận Thị chú Tùng luôn là Phật tử biết hết trơn, nhắn tin cho những đức nó cầu mấy thầy mấy chú tu viết bây giờ sao mà sang sủa gì đâu mà nhìn gì đâu mà đẹp, da mặt gì mà láng lẻ. nó nói mình nhắn tin nghe, tại vì không mà mấy thầy da mặt cũng đẹp sẵn rồi, mà máy quay phim của mình là chung chung thôi đó nghe, chứ gặp mà cái máy xịn là quay mấy thầy này lên là mà da mặt mà giống em bé mới đẻ, có chuyện giỡn chứ đâu. Quay lên một cái mà nói mà ta coi mà ta ngưỡng mộ, người ta nói tao ôi sao nhìn gì đâu mà con cái ai mà đẹp. Thấy không, dễ thương. Mấy anh em cứ tu vậy đi, cứ tu sao mà mấy anh em ăn được ngủ được vui vẻ. Thấy không, tu sao mà bưng cơm lên mà ăn ngon là được rồi, chứ đừng có bưng cơm lên mà nhìn cơm mà không chịu ăn. Vì coi bây giờ thí dụ như mình tu viết, mình có tu giỏi gì giỏi nhưng mà bưng tô cơm lên mình ăn mình nhìn cái muỗng bút cơm. Cái này không ham, còn tu sao không biết mà ngọn thôi gì đâu, thấy là được rồi. Tại vì sao, ngoài đời người ta muốn ăn ngon ngủ yên người ta phải mua bao nhiêu loại thuốc người ta uống để ăn được ngủ được, còn mình không cần viên thuốc nào mà ăn được ngủ được cũng mừng lắm rồi các cụ, đúng các cụ. Hiểu không? Mong quý vị được vậy thôi. Rồi cái niệm Phật thì cứ siêng năng niệm Phật, thấy không? Cứ siêng năng niệm Phật. Nhớ cái vui ở cuộc đời thì nó có vui cỡ nào nó cũng không thể nào tồn tại, chỉ có cái vui ở cực lạc nó mới tồn tại thôi. Đã là biết được cái nguyên lý đó rồi thì mình lo niệm Phật chứ sao, đúng không? Cái nguyên lý mà thích niệm Phật là ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè, nghe nè, ngay chỗ nào thầy? Ngay cái chỗ là mình hiện đời niệm Phật, mà niệm Phật hiện đời chưa vãng sanh mà mình đã có được cái sự an lạc của cõi đời rồi, như vậy thì cực lạc còn đặc biệt cỡ nào, đúng không? Hả? Thì cực lạc nó đặc biệt cỡ nào thì phải về cực lạc. Vì muốn con muốn về cực lạc thì phải làm sao? Con niệm Phật, con niệm Phật chân thật thì Phật rước con, Phật hứa mà, đúng không? Đó, có nghĩa là quý vị phải cảm giác được là niệm Phật ở cõi đời chưa vãng sanh mà mình đã có được cái sự ăn ngon ngủ yên an lạc tự tại. Nhưng mà ở cõi này ai cũng chết. Nên mình nghĩ cái chuyện đó mình nói ở cực lạc còn tốt cỡ nào? Như vậy thì mình quyết định phải về cực lạc, mình phải về cực lạc mới tồn tại. Đó. Nó có nghĩa là nó sự an lạc của cõi đời nó mới hướng về Tây phương cực lạc. Còn nặng nề ở cõi đời nó không phù hợp cái chuyện cái quả ở cực lạc đâu. Nhớ. Nên mình tu làm sao mà ở cõi đời này mình là an lạc, vui vẻ, tự tại. Ăn thì nhất định mình phải biết cái ngon cái dở, chứ sao không biết. Ăn mà kêu không biết ngon dở, trở lên thật. Như những đức mà ăn mà dở như đức chê, tá lả âm binh. Nó kệ ai nói gì nói, tu chê luôn. Chê cho mấy bà làm ngon cho người khác ăn. Đò, cái tâm này mới quan trọng nè. Hiểu không? Tâm này mới quan trọng nè. Nếu cá nhân tôi không chê. Bây giờ nấu mình tôi ăn sao tôi ăn kệ vậy tôi không chê.
Nhưng mà giờ tôi chê luôn để làm chi cho con nhỏ này nấu ngon, sau này nó nấu cho những người khác ăn. Đó, tôi chê luôn đó. Mặn, tôi nói, này mặn quá, lạc này lạc lắm đó. Nay vừa ăn, ngon. Đúng không? Chứ sao? Đúng không? Phải chê, tại vì mình phải biết. Mình phải biết cái ngon cái dở. Mà mình không chê cái miệng, mình chê từ cái tâm ấm ức. Phải không? Bây giờ mình mà không nói ra trong tâm mình nó chê đó. Thí dụ như bây giờ một người con gái đẹp vô cùng đi ngang, sẹt cái sẹt ngang cái. Công nhận thầy đặc biệt ghê. Gặp nữ không bao giờ nhìn. Tứ đại giai không mà nhìn gì? Ủa, không mà sao không nhìn? Không thì nhìn cái gì cũng là không. Vậy là thầy chưa có không. Tại vì nó không là nhìn cái cảnh gì nó cũng là không. Nên người ta đạt được giải không để nhất, tu bồ đề. Còn mình là trốn cái có mà tưởng đâu là không. Có nghĩa là cái chạy ngang trước mặt mình là có, mà mình không nhìn theo là vì sợ người ta nói mình. Nên nó có cái ngã, nên mình có chứ không phải là không. Hiểu chưa? Mình là có. Nên cái sẹt ngang một người đẹp mình nói, ồ đẹp quá ha, được rồi, xong. Vậy thì được. Có nghĩa là mình thấy đẹp, mình biết đẹp. Mình thấy xấu, mình biết xấu. Như vậy thì được. Mình ăn ngon biết ngon, ăn dở biết dở. Nhưng xong rồi, ngon, dở, đẹp, xấu cho nó qua. Đây là phàm phu còn có thể làm được. Phàm phu còn có thể làm được. Nhưng quý vị nhớ rằng là nó đỡ tối đa về cái ấm ức của nội tâm. Nên tu như vậy thì con người của thời này làm được. Mà nó đỡ tối đa vì ấm ức nội tâm. Nên quý vị biết chùa mình vì sao mà ai tu cũng sáng sủa, quý vị biết không? Là vì cái tâm trạng của họ bị cởi mở ra. Họ không bị chấp tướng nặng nề. Không có nghĩ cái gì cũng tội hết. Nếu ai cũng nghĩ tội hết là trong chùa mình sao, biết không? Nó hiện tướng luôn á. Còn chùa mình là tội cho mày qua luôn, tao niệm Phật. Tội cho mày qua luôn, tao niệm Phật. Người đẹp ngang ai với Đà Phật. Người xấu ngang ai với Đà Phật. Ăn ngon ai với Đà Phật. Chê một cái ai với Đà Phật liền. Như vậy thì câu Phật hiệu nó áp vô liền ngay cái chỗ đó. Nên cái người trong chùa mình tại sao ai cũng khỏe, ai cũng vui, ai cũng coi được, ai cũng đẹp, là ngay cái tâm này. Những đức nói với vị nghe chứ. Có khi quý vị biết nhiều, học nhiều. Vì không chịu cái cách này đâu. Không chịu cũng không sao. Vì tôi chịu là được rồi. Thấy không? Tôi thấy tôi chịu là được rồi. Bao nhiêu Phật tử chịu? Chúng ta hãy nhìn số lượng đi. Thấy không? Quý vị chịu không? Đó. Nên từ nơi đó nhớ nè. Tất cả cái sở học của mình hãy xem vào cái sở hành và áp dụng. Nhất là cái câu nãy như Đức nói rất là quan trọng. Tưởng đâu mình không, không có không đâu bạn ơi bạn. Chúng ta trong cái cõi đời này cái thứ gì cũng có hết chứ. Không có cái gì không hết chứ. Chỉ đòi hỏi bạn là người chấp nặng hay chấp nhẹ thôi. Bạn chấp vào nó nặng hay nhẹ thôi. Chứ không có không đâu. Đừng có nói chuyện đùa. Là không có đâu. Có thiệt chứ quý vị biết. Khó lắm. Nên chúng ta nắm chắc câu Phật hiệu này đi. Còn nếu lôi ra cái pháp của Phật Pháp mà lôi rộng, quý vị thấy mình bó tay, chịu thua. Không có làm được đâu. Nên cái pháp môn tịnh độ này, vì sao mà chúng ta nắm một câu Phật hiệu này? Vì câu Phật hiệu này bị niệm lâu nó sẽ an lạc dữ lắm. Nó rất tự tại mà niệm lâu từ từ. Con người nó dễ tính dữ lắm quý vị. Niệm câu Phật hiệu này giết nó rất dễ tính luôn. Con người nó rất là an lạc, nó rất là dễ tính. Nên tại sao mà Thượng Hải Hiền nói tốt. Thầu ơi, ông già, ông tu giết mà. Tốt. Cái gì ông cũng tốt hết chứ. Quý vị coi ông tự tại đến mức như vậy nên ông để là toàn thân xá lợi. Cái gì cũng tốt chứ ông toàn thân xá lợi để lên luôn. Còn mình thì cái gì cũng không được tốt hết chứ nghe. Thì cuối cùng mình tiêu luôn. Mình tiêu ra cho luôn chứ làm sao. Nên từ nơi đó thôi quý vị ơi. Trong cái cuộc đời này nhắm ngay mình đi. Cố gắng mà niệm Phật. Thấy không? Chuyện mình cố gắng mình làm đi. Làm cho thật là tốt. Rồi mỗi ngày cười vui là được rồi. Đừng có buồn giận ai để trong tâm. Lỡ ai gầy la chữ mắng một chút, niệm Phật. Vậy cũng là quá giỏi rồi. Còn lỡ chữ xong bực bội cũng niệm Phật. Rồi không bực bội cũng niệm Phật. Người ta khen cũng niệm Phật. Mà người ta chê cũng niệm Phật. Cái quan trọng nhất là cả đời này phải niệm Phật. Và cả đời này phải tu. Đừng có bỏ tu. Vậy thì quá tốt rồi mấy anh em.
Cả đời tu đừng có bỏ tu là tốt rồi. Đó, để cuối đời mình điều hẹn gặp ở Cực Lạc thôi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.